Xin chào các bác anh em, quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Minh Audio Sài Gòn. Trong video này thì Minh giao lưu tới các bác anh em một cặp loa đến từ thương hiệu Infinity. Đây là một cặp loa được sử dụng trong các phòng thu âm tại thời điểm những năm 1970 của thế kỷ trước. Vâng, cặp loa này là dòng loa Mỹ Nòi. Mỹ Nòi ở đây là được sản xuất tại Mỹ nha các bác nha. Cặp loa Infinity Studio Monitor có mã model là 120. Màu loa vô cùng là đẹp ạ, nó giống với màu gỗ gụ nha các bác nha. Màu gụ đỏ đấy ạ. Lên rất đẹp. Cặp loa này thì sở hữu cấu hình ở đây là 3 đường tiếng bass 30, 1 mid và 1 chép dom. Dòng chép dom này là dòng chép dom Polycell độc quyền của hãng Infinity. Cặp loa này rất là nặng trên 60 cân một cặp loa. Cặp loa này cái phần bát, màng loa bát là màng loa dạng carbon nên là cho một cái giải trầm vô cùng là mạnh mẽ, và đặc biệt là con này đánh cực kỳ là uy lực anh em ạ, cực kỳ là uy lực. Anh em nhiều anh em hay ví von là bát như sấm hay là bom nhưng mà đúng là con này bát của nó đánh rất là mạnh. Mạnh như súp ạ. Cực kỳ là mạnh. Hỗ trợ cho phần chỉnh mid và chép thì có hai siêu vi tinh chỉnh ở đây, chỉnh cho loa chép cũng như là loa mid. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái dòng chữ là Infinity Chatwood USA Mỹ Nòi đấy ạ. Cặp loa này rất là dễ phối ghép với nhiều các dòng ly âm ly như là sân xuôi, Pioneer hay là Dino vân vân, Kenwood. Bởi cặp loa này có độ nhạy rất là cao, cũng như là công suất là trên 200W một loa. Đối với cái dòng loa như thế này, sở hữu những cái chất âm và tố chất như thế này rồi, rất đáng để cho chúng ta chơi trong cái khuôn giá. Và cặp loa Infinity Studio Monitor 120 này mình giao lưu với anh em với mức giá là 10.800.000 đồng cho cặp loa Mỹ Nòi này nha. Cặp loa này có kích thước như sau, em mình thông báo. Chiều cao là 84cm, chiều ngang là 41cm và hậu sâu là 31, cân nặng là trên 60 cân. Ở đây thì nó có một cái phần thông hơi. Con này bốn mặt của nó là phần gỗ đỏ là này, vân gỗ này rồi nên là rất là đẹp khi mà chúng ta trưng bày. Đây là cái phần thông hơi của loa, hàng Mỹ về còn nguyên bụi. Mình sẽ vệ sinh qua cho anh em khi mà chúng ta có nhu cầu. Con này của Minh về thì trong tình trạng là còn nguyên cả chân zin ở phía dưới anh em ha. Đó. Đây là phần e căng của cặp loa này, cũng còn đầy đủ và đẹp luôn, e căng zin và không có bị rách hay là cấn gì nhá. E căng này bằng nhựa cho phép chúng ta có thể trong quá trình sử dụng có thể giặt đi. Như thế này hàng bãi mấy chục năm về thì nên giặt đi các bác chơi, nên về giặt qua Omo thì cái càng nó sẽ sạch sẽ thơm tho và nó đẹp. Vâng, mình đã giới thiệu cho anh em cặp Infinity 120 dòng Studio Monitor. Thì các bác anh em nào có nhu cầu chơi test, nghe và trưng bày một cặp loa Mỹ trong tầm giá thế này thì liên hệ cho em mình nhé. Đây là một cặp loa rất hay. Anh em chúng ta có thể là khách quan tìm hiểu thêm thông tin về cặp loa này trên web Google hoặc trên các diễn đàn của nước ngoài cũng như Việt Nam để chúng ta tham khảo thêm nhé. Chân thành cảm ơn các bác anh em đã dành thời gian theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt trong những video tiếp theo.